Rồi, chào tất cả anh một thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 15 tháng 8 như này, video giữa tháng cho mình nha. Thì video này tổng cộng ở đây có 22 mẫu cần và một số cá nha, một số cá giả trên đây mình lưu lóc lưu chẹm này, đây cá sai chuẩn nha, vừa thôi và một số lưỡi câu tra, lưỡi sai chuẩn để mình đánh cá tra, đánh chép cho mình đây, đây lưỡi nhật như này. Một số cần thì đây sẽ có những dòng như là ISO khoen nhỏ, một số cần súp thì có cần rút và cần ba khúc, kisu nha. Ở đây thì có một số là cần tay trợ máy, cần tay đắp khúc và cần rút. Cần dây trong và một số cần lô thì ở đây sẽ có cần lô máy ngang, máy đứng, câm cúc, câu rít, câu biển. Ở đây thì có hai con câu rít, câu biển, một con thì cho đem rít mồi nhẹ, còn một con thì bẫu lực nha, câu ngâm, câu đáy, săn cá lớn. Đây có một con máy ngang một khúc, cực kỳ cứng nha, MH. Và một số cần 2 và 3 khúc chuyên dụng cho nên mình câu ngâm, câu lăn xê, đánh chép này, xong hồi dịch vụ được nha. Có trọng là 2 3 ngọn. Độ dài cần là từ 1m8 cho đến là 3m3 và 3m6 nha. Thì em sẽ báo rõ tình trạng của những thiết bị đây nha, như là cá và lưỡi câu và cần câu. Thì anh em xem được video thì cứ xem kỹ nha, chốt đơn cái liên hệ trực tiếp là duy 0923 534 779. Thì em sẽ lên lại cho một số lưỡi như này, trong lưỡi này thì về cũng đa số nhiều, thì bữa giờ cũng bán rất là chạy cho mình rồi, thì em sẽ lên lại cho anh em mình xem video chưa được á thì có thể tham khảo lại này. Cái lưỡi là lưỡi sai chuẩn để mình câu cá tra này, câu chép như này. Cái bề ngang của lưỡi này á, từ đây qua đây là 32,2 cm nha, còn bề dọc của nó là 3,5 cm, anh lưu ý nha. Chiều dài là 3,5 cm, còn chiều ngang của nó là 2,2 cm, lưỡi thì có ngạnh đầy đủ. Một hộp như thế này nha là 50 lưỡi, thì cái lưỡi này là lưỡi của dòng Samurai. Đây Samurai, công ty thanh lý nha, cái lưỡi của Nhật như này, tại Made in Japan. Lưỡi này là size của nó là size tầm khoảng 20 này, size của Nhật nha, và một bịch là 50 lưỡi. Thì lưỡi này bán lẻ cho mình là một lưỡi là 3.000, thì em sẽ ship là từ một bịch nha, một hộp thế là 50 lưỡi cho mình là 150.000 nha. Anh em lấy kèm với cần thì em sẽ miễn ship. Cái lưỡi này thì sai chuẩn như này, dùng ngay từ 2-3 anh em á, lấy một hộp về chia nhau thì đánh thoải mái luôn. Đây lưỡi sai chuẩn nha, đầy đủ cho mình đây. Bề ngang là 2,2 cm nha anh em, còn chiều dài của lưỡi là 3,5 cm, lưu ý nha. Hộp thế này là 50 lưỡi, 3.000 trên một lưỡi thì tính là cũng rẻ thôi, cũng không bao nhiêu hết. Lấy một hộp về thì mình câu hoài luôn, câu chép, đánh cá chép, cá tra, câu cá chim nha, sai chuẩn cho mình. Lưỡi Samurai nội địa Nhật, ship từ một cuộn nha, ship từ một hộp cho mình. Rồi đây thì có một số cá ở đây thì em có cho mình là 8 mẫu cá nha, 8 mẫu con cá nha. Thì em sẽ lên lần lượt số 1, số 2 cho mình luôn để mình dễ anh em mình chốt nha. Cái này thì vẫn còn rất là nhiều, và anh em muốn lấy mẫu số 1 thế này để muốn 3-4 con thì vẫn có nha. Rồi cá như này nha, thá thông số như sau. Cá này là cá của dòng BKK, BKK thì hàng Nhật anh em biết rồi. Thì cá này thông số, chiều dài của cá nha, chiều dài của cá này á là 9,5 cm nha, em lưu ý 9,5 cm. Trọng lượng của cá là 16 g, ở đây chỉ có một size thôi, 16 g. Giá nó bán bên Nhật thì là 7 đô. Con này thì nó ra cho mình tầm khoảng vào 140-150 ngàn một con á, thì ở đây em bán cho mình là 70 ngàn một con nha. Anh em lấy 3 con trở lên sẽ bao ship, hoặc anh em mua kèm cần nha, em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình, ở trong lấy kèm thì sẽ bớt tiền ship ạ. Thì mã số 1 thì sẽ có con cá nâu thế này. Cái cá này thì cái dây ở trong á là dạng dây dù nha, dây chỗ mà mình đeo trên xe ô tô á, mình đeo cái chỗ mà dây bảo hiểm á, dây này cực kỳ chắc chắn. Đây số 1 này, số 2 nha, số 2 thì nó sẽ có cái màu sáng đỏ thế này. Thì đấy nó có cho mình 8 con cho nào chung một size hết. Rồi số 3 thì con ánh tím nha, ánh sáng. Còn số 4 thì nó màu lực lực như này. Nói chung ở đây thì con này mà lưu chẹm hết sảy luôn. Rồi số 5 và số 6 này, số 5 nha anh em, số 6 này, số là màu xanh, số 5 thì nó màu bạc bạc đen đen nha. Trong cá thì cá mới 100%, cá này cửa hàng thì nó 150.000 con á. Đây con số 7 đẹp nha, con số 7 có ánh tím, anh kim tuyến nha, và số 8 thế này. Nói chung anh em muốn lấy con nào á, thì bên em vẫn còn số lượng rất là nhiều nha. Đây cá Nhật đây, của dòng BKK, 70.000 một con ạ. Rồi đối với cá và lưỡi thì anh em tin bóc riêng nha, em sẽ hỗ trợ chụp hình, em gửi từng mẫu qua cho mình xem kỹ hơn. Thì đối với cần thì mã số 1 ở đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ 4m5, độ cứng 2. Cứng 2 đối với 4m5 thì cũng dạng tầm khoảng 3.5H. Con này thì khoen pad Fuji, ngọn cần thì là ngọn 1.4 ly, ngọn sẽ có 1, có 2 khoen chạy nha, full carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Trong tình trạng con này thì cái lóng gốc ngoài có hơi xíu xíu thôi, còn các lóng ở trong thì còn đẹp này. Khoen pad là khoen pad Fuji nha, loại xe đá xám, 4m5, độ cứng 2. Trọng lượng cần thì cần được là 190g, mã số 1, giá 400.000 400 như này. Đây
tiền carbon nha, tình trạng có hơi cũ xíu thôi, thì những cái dòng thì câu rất là ổn. Mã số 2 đối với cần thì đây sẽ có một con ISO khen nhỏ, con này thì của hãng SEA nha, đây Shimano. Của dòng Alibio, độ dài cần là 5m3, độ cứng 2, hàng China xuất Nhật nha em, có mã code này và tem vàng đầy đủ nha. Thì bác cần là bác gặp Fuji F6, dàn khoen Fuji, loại xi đất xám. Có đây ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.4 ly, độ cứng 2 nha. Ngọn sẽ có 1, 2 và 3 khoen chạy thế này. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân, đây nước sơn màu bạc nha. Đây, tình trạng thì có ok hết này. Cần này còn nói chung là những hàng bãi thì không tránh tình trạng xây xước cho mình rồi. Đây, có xây sơ ở ngoài cho mình thôi nha, của Shimano. Cứng 2 nếu hạ tay xuống thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3.5H. Ok nha nè. Có này trọng lượng cân á, thì cân được cho mình là 210g, mã số 2, giá 500 ngàn nha. Đây 500 ạ. Mã số 3, số 3 thì ở đây sẽ có một con cần lục. Con này là cần lục carbon của dòng Marine, dòng Procat. Độ dài là 4m5, độ cứng là 25. Cái này là dính keo nha nè. Cái này keo hàng nó về nhiều quá, mình chưa có vệ sinh kịp nha. Cái này thì anh em về mình bỏ rửa bãi bên lau nó sạch thôi. Cái chỗ này thì nước sơn nó phủ nước sơn màu vàng ở đây, cho mình cần thủ cho nó quét cho mình. Thì bắt đầu bắt gặp Fuji F7, trên này vẫn dính keo nha. Tại hàng nó về nhiều nó bó mấy băng keo lại, dính tới dính lui thôi. Con này dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Ngọn cần tôi đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Con này ngọn của cần là ngọn zin nha. Đây ngọn zin tao cần cái nó phủ lớp sơn màu trắng, dạng sơn phản quang lên đó. Thì ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy nha. Đây 1, 2 khoen chạy cho mình. Độ cứng 25 thì cứ tầm khoảng EX, tức là cho mình đánh đầu cần gần bờ thôi. Đây, còn các lóng còn lại thì rất là sáng và đẹp này. Đây, cần đẹp nha nè. Đây, tổng thể này 4.5 độ cứng là độ cứng 25. Đây, lóng đẹp nha. Sáng hết rồi. Con này thì phơi cũng tương đối dày, cho 4.5 đi kèm 5 lóng, nặng cho mình là 460g, mã số 3, giá 700 nha, 700 ngàn ạ. Số 4 thì ở đây sẽ có một con cần lục nha. Đây một con cần lục 3 khúc. Cần này thì của hãng là Ryobi, hàng Korea. Cần này có dòng là dòng Kinsu Master, độ dài là 4m nha, 3 khúc, độ cứng 27. 27 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào DS đối với cần 3 khúc. Nó cứng tương đương cần rút CS nha. Đây tổng thể thế này. Con này ngọn cần thì ngọn lớn, đo cho mình là ngọn 3 ly. Thì con này khoen của mình là khoen Fuji xứ xám nha. Cái đầu bu rất là lớn này, đóng semi chống nổ hết. Đây. Tổng thể thế này. Con này khoen D3 của mình á là khoen gập nha. Đây khoen D3 của mình là khoen gập này. Con này thì đã được đi keo lại nha anh em. Đã được đi keo lại cho mình rất là sáng này. Và khoen D3 và khoen thứ hai là gập. Cần thì nó sẽ kèm cho mình là có 4 khoen. Tại 2 khoen D3 là khoen gập, còn 2 khoen trên này là khoen chết nha. Đây tổng thể thế này. Kisu Master 4m độ cứng 27. Thích hợp cho anh em đánh lọc đầu cần, đánh tầm khoảng từ 3m độ lại nha. Bắt gặp Fuji Stylus LS7. Hàng Korea xuất thị trường Nhật, đây có tem nội địa cho mình đây. Tổng thể thì con này sẽ có xước nha. Xước dâm theo thời gian thôi, không ảnh hưởng gì, chỗ này thì bị xước sơn xíu này. Đây Ryobi 3 khúc cần lục nha. Này, tình trạng có hơi cũ tầm khoảng vào 80%. Con này trọng lượng cần là 480g, mã số 4, giá để cho mình là 1.800.000 này. Đây 1.800.000 nha. Mã số 5, số 5 đối với cần thì ở đây sẽ có một con cần tay, con này là cần tay chợ máy. Cần này thì của hãng là Ryobi, độ dài con này là 3m9 như này. Đây độ dài cần là 3m9. Phôi carbon xoắn vân. Khoen D3 là khoen Fuji loại xi đá xám. Con này ngọn cần á thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 0.6 ly. Thì những dòng tay chợ máy thì đều là ngọn đặt ngọn tháp hết rồi. Đây, ngọn đặt ngọn tháp nha. Độ cứng cần nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3H thôi. Đây phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Cần thì còn rất là sáng và đẹp nha. Con này thay cho mình em mình Coro Cozit dạng cần tay chợ máy. Những này mình không thích câu cần tay á thì cái này thì có gắn máy vào một xíu nha, máy nhỏ dạng tay chợ máy cho mình câu Coro Cozit này. Đây tình trạng còn đẹp nha, 39 tầm khoảng 3H cho mình. Rồi có những con này thì đều là hàng nội địa Nhật cho mình. Tay cầm thì được cuốn chỉ nha, cuốn chỉ. Cái bái con này là bắt gập Fuji F6 dạng phát đồng, nó hơi bị muối nha, mình về mình vệ sinh là sạch thôi. Trọng lượng cần là 120g, mã số 5, giá 550 nha em. Đây 550.000 ạ. Mã số 6. Số 6 thì ở đây sẽ có một con cần này, con này là cần ISO nha, đã hạ cần tay cho mình. Đây, đã được cuốn chỉ và lên keo cho mình rồi. Con này thì cần ISO 5m4 độ cứng 2, con này của hãng Suzumi nha, đây Suzumi. Tổng thể thế này. Thì ở chỗ này tháo phát ra thì được có dính keo một xíu nha, vệ sinh thì cũng ok cho mình rồi, không dơ lắm. Con này thì nó bị hụt ngọn nha em. Hiện tại 5m3 thì con này nó còn cho mình tầm khoảng 5m4 thì nó còn cho mình tầm khoảng 5m2 nha, hụt 20 phân.
ngọn hiện tại ngọn lớn 2 ly. Đây, nước sơn thì màu xanh thế này. Thì con này để cho mình giá tốt nha, hiện tại nó ra cho mình tầm khoảng 3-4H cho mình ạ. Con để cho mình là giá 400 ngàn thôi. Đây, 400 nha. Cần thì đẹp nè, tình trạng có sức dâm một xíu thôi. Còn lại cần thì ok nha. Đây, cuốn chị và lên keo cho mình sẵn rồi. Tất cho mình về đánh chép, đánh cá tre, rô giết đều được. Trọng lượng 240g, mã số 6, giá 400 ngàn. Số 7 thì đây sẽ có một con cần tây đắp khúc. Đây, những cái này mình chuộng đắp khúc nha. Có gọi là cần tây đắp khúc carbon, độ dài cần là 5m3 nha này. Ok, con này là 5m3. Thì phụ kiện con này thì nó sẽ kèm cho mình là có hai cái đắp chụp thế này, hai cái đắp chụp nhựa nha. Con này thì nó sẽ kèm cho mình là 6 lóng. Đa số 5m4 thì tầm khoảng 6 lóng cho mình rồi. Đây, sẽ lấy tất cả các lóng cho mình xem nha. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ nha, tay cầm được cuốn chỉ, phôi của cần là phôi carbon. Đây, dạ vân trúc vân gỗ cho mình. Độ dài là 5m3. Thì ngọn của cần á, ngọn cái này ngọn nhỏ nha, ngọn cần thì đo cho mình tầm khoảng 0.8 ly thôi. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 3H. Thế cho nên mình cô rô cô giết dạ đến cảm giác thôi. Thì những dòng tay đắp khúc rất là tiện nha. Nếu mình muốn về muốn câu ngắn thì mình cứ tầm khoảng vào ngắn hơn thì mình bỏ bao nhiêu lóng cũng được nha. Bỏ lóng gốc lóng thứ hai đi thì nó sẽ rất là nhẹ. Tay cầm được cuốn chỉ này. Trọng lượng là 220g, mã số 7, giá 500 ngàn nha. Đây, 500 ạ. Mã số 8 thì ở đây sẽ có một con cần là 2 khúc. Đây, con cần 2 khúc dây trong nha. Đây, cần 2 khúc dây trong cho mình. Cần này có độ dài của cần á là 2m7, độ cứng 30, cần carbon. Con này thì 30 thích hợp mình câu cảm giác thôi. Khoen của mình là khoen full xích nha. Con này ngọn cần tự đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Thì con này thì nó sẽ vẫn có một cái đầu bu này. Để cái đầu bu xích xích cho mình luôn nha. Đóng semi chống nổ. 2m7 độ cứng 30 thì cũng thuộc dạng mềm. Thích hợp câu cảm giác, nó sẽ không cứng lắm. Nước sơn thì màu xanh và trắng thế này. Tay cầm cán mút và pass của mình là pass vặn nha. FPS 20. Sau này phụ kiện sẽ có một dây buộc bảo hiểm thế này. Thích hợp cho mình là câu dây trong hoặc là bạn em về lên khoen, mình câu ngâm câu đơn đều được. Con này giá cho mình là giá, để cho mình là giá 400 ngàn, trọng lượng 300 g nha, mã số 8. Mã số 9 thì ở đây sẽ có một con cần lô 2 khúc máy đứng. Đây, con cần lô 2 khúc máy đứng nha, còn rất là đẹp. Con này độ dài của cần là 1m8, cần lô, cần carbon. Thì tay cầm con này thì bằng cán bần nha, cán gỗ. Dạng khoen của mình là dạng khoen nhôm. Đây, khoen nhôm, khoen hạng thế này. Con thì nhẹ nha, 1m8. Con này ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn 2.5 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vài ML. Đây, cần rất là sáng và đẹp nha. Thế là mình lúa lóc, lúa chẻm hoặc mình câu mực đều được đây. Đây, tổng thể thế này. Trọng lượng cần thì cân được là 110g, mã số 9, giá 300 ngàn. Số 10 thì ở đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy ngang. Đây, cần lưu 2 khúc máy ngang carbon. Cần này của hãng là Suzumi, độ dài con này là 6 feet, là độ dài 1m8, độ cứng là ML. ML dạng vờ, hàng nội địa Nhật này, đây có tem vàng. Phôi carbon xoắn vân. Dạng quen Fuji, 3 chân, loại xí đá đen. Thì con này ngọn hiện tại cần tôi đo cho mình là ngọn 2 ly. Nó bị hụt cho nên, hụt tầm khoảng vào 3cm nha. 3cm thôi, không hụt nhiều nha. Hiện tại nó còn 1m77 á. Đã thay cho mình cái đầu bu Fuji đây, xứ xám cho mình luôn. Đây, tổng thể thế này. Hiện tại còn 1m77, độ kính là ML. Tay cầm được bọc da và pack con này bất vặn nha. Fuji, Japan cho mình. Trọng lượng cân được là 130g, mã số 10. Giá con này là giá 400 nha, 400 ngàn ạ. Mã 11 thì ở đây sẽ có một con cần cắm gốc, còn rất là đẹp nha. Đây, con cần cắm gốc nha. Con này sẽ cho em câu dít câu biển này. Đây, con cho em dít biển nha, dít biển ngồi nhẹ này. Con này cực đẹp luôn. Con này thì của sòng Ocean, Ocean của nội địa Nhật nha. Đây, thông số con này như sau: 6 feet 6, là 1m98 này, cộng tầm khoảng gần 2m cho mình. Thông số tại mồi từ 3/8 đến 1/4 OZ, mát tầm khoảng vào 35-40g á. Tại cá thì mát 12 là bao, tầm khoảng 6-7 kg cá. PE tầm khoảng thăng 1 cho mình thôi nha. Đây, con này cực kỳ đẹp nè. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút, những dòng thì Japan nội địa Nhật rồi. Đây, dàn khoen cũng cần là dàn khoen full xích nha. Con này khoen đề bao có mình là khoen Fuji 30 chân cao nha, không phải là khoen bướm như này. Khoen xích biển chân cao đây. Và còn khoen lại là khoen một chân nha. Đây, mới tinh luôn, 1m98. Con này thì 35g thì này mình zip mồi nhẹ nha, là vừa rồi, ngọn 2.6 ly. Con này hầu như là còn mới cứng như này. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95% này. Đây. Cần rất là đẹp nha. Khoen khiết mới tinh luôn. Khoen xích chân cao hết. Những con này đi zip biển anh em đi con đảo đi Hàn Quốc á, hết sảy luôn. Đây, tổng thể thế này. 1m98, độ cứng con này thì nó tính theo cần lô, cần zip thì nó cơ đi tầm khoảng M nha, M đến MH cho mình. Thì cái con này thì để em đo cái ngọn kỹ hơn nha.
con này nhẹ như này, con này nặng trọng lượng cần chỉ có là 240 gram thôi, 240 gram. Cái ngọn con này 1m98 là 1m51 nha, 1m51 là từ cái ngọn của con cần á, còn cái gốc thì là 58 cm nha, tầm khoảng 57-58 cho mình. Rồi ngọn 2.6 ly mã số 11 giá 1.800.000, cực đẹp nha. Mã số 12 từ đây sẽ có một con hàng khủng này, con này của dòng sau rớt nha, sau rớt anh em mà nghe cái thương hiệu là biết rồi, nội địa Nhật nha. Mấy con này cực kỳ chắc chắn luôn, dòng sát water sportman. Thông số con này thì là 8.6, con này thì thật cho mình đánh popping á, popping là nó thuộc dạng đánh bạo lực hơn cả cần zip nha, con này siêu cứng bạo lực này, anh em lưu ý nha, siêu bạo lực cho mình luôn. 8.6 là 2m58, nó ra cho mình tầm khoảng gần 2m6 cho mình rồi. Con này lô nó thông số là 130g, tại cá mát 40 là bao. Cái con này thì tay cầm được bằng cán mút này, những dòng thì Fuji Japan nội địa Nhật rồi, cực kỳ chắc chắn nha. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, con này khoen đề bao của mình là khoen Fuji 40 nha, khoen bướm. Đây được bọc một cái màn co nhiệt sẵn cho mình đây, co gần cực kỳ chắc chắn, bát vặn Fuji chữ vàng. Đây khoen xích nha, xích hết. Con này ngọn lớn như này, đây cho mình xem cái ngọn của này. Ngọn của cần á là ngọn 4.2 ly, đây 2m58 ngọn 4.2 ly. Cái đầu bô Fuji cực kỳ chắc chắn nha. Con này sẽ là cho đến popping, popping thì nói chung là cực kỳ bạo lực nha. Con này cứng tầm khoảng vào hát cộng như này, hát cho mình ạ, siêu bạo lực nha. Con này anh em đi câu cá kiếm, câu ngâm mà câu bạo lực á, đi biển câu zip popping được này. Con này phôi rất là dày. Con này thì nó nặng cho mình là 530g như này, 530g. Ngọn của cần là ngọn xem kỹ không, ngọn con này là ngọn 4.2 ly nha, đây cực kỳ bạo lực nha. Đây gồng sức cái này mà còn nó chưa cong cho mình luôn. Con này 2m58 thì em sẽ đo cho mình cái chiều dài của ngọn luôn để nên mình khỏi thắc mắc nha. Cái chiều dài của ngọn là 1m81, tầm khoảng 1m82 đây, lưới nha. Đo cái thân cái gốc của nó, gốc thì nó ra cho mình tầm khoảng 82 nha, đây 82 cm. Đây cực kỳ bạo lực nha. Những cái con của sau rớt này á, cái dòng sau rớt này thấy anh em rất là trộn nha, như là ít cái dòng mà giống như dạng như là Gamma này kia, ít hơn là những dòng đây, nó không phổ biến như là Daiwa hoặc là Shimano. Phôi dày 530g, mã số 12, giá 2.200.000. Mấy con này anh em về cô cơ mập. Đây, bạo lực nha. Mã số tiếp theo thì là mã số 13. 13 thì đây sẽ có một con cần một khúc. Đây con cần một khúc máy ngang nha. Đây một khúc máy ngang. Con cần này thì của dòng là của hãng Olympic, dòng Mamiya, độ dài cần là 6.6. 6.6 là 1m98, độ cái là MH nha. Một khúc MH. Chắc chắn bạo lực đây. Thông số con này thì nó tải mồi từ 1 đến 1/2 OZ, tầm khoảng 35-40g, tại cá mắt là 25 lờ bao, tầm khoảng 12 kg cá. Thì những cái dòng mà thì hàng Nhật cho mình rồi. Đây Nhật bãi nha. Dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji này. Dàn khoen Fuji ba chân sứ đá đê xám nha. Đây tổng thể thế này. Ở trong một khúc 1m98 thì tính ra thì nó hơi bất tiện một xíu nha, di chuyển. Ngọn tầm khoảng 2.2 ly. Nhưng mấy cái con này anh em mà đánh gần nhà thì bên này con này thì em vẫn ship cost và tính là ship là 30.000 một đơn thôi. Mấy cái con này mình ship xa xa một xíu, tầm khoảng đi Nha Trang Khánh Hòa này kia thì không dưới 100.000 đâu nha này. Thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình nha. Tính 30.000 một đơn thôi. Đây, một khúc cực kỳ chắc chắn nha. Thì con này thì tay cầm của nó thì bằng cán bần nha. Cái cán bần này thì mình về mình lấy mấy nhám á thì mình đánh nó sạch sạch hết này. Nó sẽ trắng như là mấy cái con trắng như này luôn nha. Không dễ xử lý thôi. Tại vì hàng nó về nhiều quá thì em cũng có xử lý cho mình được nha. Đây, mình về mình lấy cái miếng với nhám, mình đánh sạch nó ra hết. Rồi, cần thì có ok cho mình nha, một khúc Olympic. Trọng lượng cần là 160g, mã số 13, giá 700.000 cho mình ạ. Còn là ship cả 100.000 rồi. 2m1, gần 2m nha. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần này, con này thì là cần Hechi cho mình câu bè. Con này thì của hãng là Alpha Tackle nha, hàng Korea. Thì cần nó sẽ có hai ngọn kèm. Độ dài của cần là 1m8, độ cứng 10 nha. Độ cứng 10 thì hai con ngọn con này á, anh lý nha, một ngọn carbon, ngọn rỗng, còn một ngọn là một ngọn đặc thủy tinh nha. Nó có hai ngọn kèm luôn. Gốc thì nó sẽ bằng cán gỗ, có dây buộc bảo hiểm thế này. Thì con này pass là pass gập Fuji F6, dàn khoen là dàn khoen Fuji này. Đây Fuji ba chân sứ xám nha. Trong hai ngọn không khác gì hai cần rồi. Thì hai ngọn con này thì nó ra cho mình tầm khoảng từ một ngọn 1 ly, một ngọn 1.2 ly thôi. Đây tổng thể thế này. Cần thì còn đẹp hết nha. Đây, cần hai khúc. 1m8, cứng 10 hai ngọn, thích hợp mình câu cá nâu, cá rìa, câu cá tráp, câu bè nha, cảm giác cho mình.
Trọng lượng một cốc một ngọn là 100g, mã số 14, giá 600.000. 600 nha. Mã số 15. 15 thì ở đây sẽ có một con cần là 2 khúc, con này là cần he chi nha, là cần he chi 2 khúc carbon. Con này độ dày của cần là 2.1 nha này, 2.1 carbon, hàng nội địa Nhật. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ, thì những cái dòng này thì đa số là ngọn trên này thì đều là ngọn đặc hết này. Ngọn cần là ngọn một ly, dạng khoen Fuji, ba chân loại sẽ đá đen hết đây. Đây, nước sơn màu trắng rất là sáng. Con này còn mới nha, độ cứng cần thì ra cho mình tầm khoảng từ 10 đến 15 thôi. Bát của nó là bát gập Fuji F6, cán bằng cán gỗ này, cán dẹp cho mình. Thích cho mình câu bè nha, câu bè câu ngâm. Trọng lượng con này thì cân được là 160g, mã số 15, giá 600.000. Mã 16. 16 thì ở đây sẽ có một con cần 2 khúc, con này chuyên cho mình câu ngâm, con này thì nó cứng hơn, đánh bạo lực hơn cho mình. Cần carbon, độ dài của cần là 2.1, độ cứng 30. Đây, 30 thì cũng dạng cứng nha. Con này của dòng là Pro Mane, hàng Nhật Bản. Ngọn cần á thì là ngọn đặc, ngọn tháp khúc trên này này. Đây lý nha. Ngọn cần cái đôi cho mình là ngọn 2 ly. Cái dạng khoen cũng cần là dạng khoen Fuji ba chân nha, loại sứ đá đen cho mình đây. Đây, khoen Fuji ba chân sứ đen. Đây, tổng thể thế này. Đây, tay cầm cán mút và bát là bất thường như này, bát vặn bất thường cho mình. Cần thì còn rất là ok. Cần carbon nha, tay cầm cán mút. Thì con này khoen bất thường, loại sứ đá đen. Trọng lượng cần thì cân được là 230g. 230g, mã số 16, giá 400.000. 2.1 cân 30 nha. Cho mình công ngâm ao sông hồ tự nhiên được này. Mã số 17. 17 thì ở đây sẽ có một con cần là 3 khúc. Đây, con cần 3 khúc 2 ngọn nha. Cần 3 khúc của hàng Olympic, độ dài cần là 3.3, độ cứng 30. Cứng 30 thì thật mình câu cảm giác như này, không cứng lắm. Hàng nội địa Nhật tem vàng. Thì con này nó sẽ kèm cho mình là có 2 ngọn nha. 2 ngọn này thì nó được thay một cái đầu bua và nó làm sẵn như đây. Nó gắn thêm khoen này. Anh lưu ý nha. Thì ngọn con này á, 2 ngọn trên đây đều là ngọn 2 ly. Dạng khoen đều là dạng khoen Fuji 3 chân, loại sứ đá đen này. Đây, 2 ngọn kèm nha. Trong 2 ngọn cũng khác với 2 cần rồi. 3.3 cứng 30 thì nó thuộc dạng câu cảm giác, đánh chép ao sông hồ dịch vụ được thôi. Tay cầm cán mút. Bãi con này là bắt vặn Fuji Gold. Đây, bắt vặn Fuji Gold nha. Tổng thể thế này. Trọng lượng cần thì cân được là 240g, mã số 17. Giá con này là giá 750.000 nha. 750. 2 ngọn ạ. À. Mã số 18. 18 thì đây sẽ có một con cần 2 khúc chuyên dụng câu ngâm lan xe. Cái con này là cần dây trong lên khoen như này. Đây, cần dây trong 2 khúc lên khoen nha. Cần này thì của hãng là Suzumi, độ dài cần là 2.4, độ cứng là 50. Hàng nội địa Nhật này, tem vàng. Thì cái con này đã lên cho mình một cái dàn khoen nha. Đây, dàn khoen Fuji. Đây, loại sứ đá xám cho mình nha. Đây, khoen Fuji này, loại sứ đá xám nha. Con này độ cứng 50 thì cũng dạng vừa, nó sẽ không cứng mà không mềm lắm. Ngọn cần đo cho mình là ngọn 2.7 ly. Đây, tổng thể này nha. Anh em lưu ý nha, cái lỗ này là cái lỗ. Đây, tháo cho mình xem kỹ. Mất công anh em này. Cái cần dây trong á. Đây. Cái chỗ này nha anh em, cái chỗ này là cái khoen đề ba của cần. Nó sẽ có một cái lỗ thế này, cái lỗ này nha. Thì tháo cái khoen đề ba đó ra thì nó sẽ có một cái lỗ thế này. Thì đã lên khoen sẵn cho mình rồi. Đây, lên khoen đề ba cho mình sát có luôn. Để mình dễ hình dung hơn. Thì đây. Lên cho mình dạng khoen Fuji hết, thế là cho mình câu ngâm câu đăng xe. Con này còn mới và đẹp nha, Suzumi 2.4 cứng 50 nội địa Nhật, tay cầm cán mút. Trọng lượng 260g, mã số 18, giá 600 nha này. Đây, 600.000 nha. Lên cái nguyên cái dàn khoen này cũng mất hết 2 xệ cho mình rồi. Lên để cho anh em mình về bên đánh, khỏi cần phải lên luôn. Trong cả khoen cả công thì cũng 200.000 cho mình rồi nha. Hơn 2 xệ rồi. 600.000, 2.4-50. Mã 19. Mã 19 thì đây sẽ có một con cần 2 khúc. Con này của hãng NFT. Đây, NFT phôi carbon 2 da. Con này của dòng là NFT, dòng là Simity. Hàng hiếm cho mình nha, dòng bao lớp. Độ dài 2.7, độ cứng là 40. 40 thì cũng thuộc dạng cảm giác thôi, không cứng lắm. Hàng nội địa Nhật tem vàng. Con này ngọn của cần thì đo cho mình á là ngọn tầm khoảng 2.4 ly. Thì nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu này, phun xịt chống xoắn, đóng semi chống nổ. Dạng khoen Fuji ba chân loại xịt lá xám, phôi hai da nha. Đây, bao lớp Avanca, phôi hai da. Tay cầm cán mút và bát con này bắt vặn Fuji chữ vàng nha. Đây, bắt vặn Fuji chữ vàng. Để tổng thể thế này. Sau gốc của nó thì nó sẽ có một dây buộc bảo hiểm. Trong con này thì chuyên dùng đánh chép ao sông hồ tự nhiên được, không đánh bạo lực nha này. 40 thì thuộc dạng vừa nha. Simity. Trọng lượng cần thì cân được là 310g, mã số 19, giá 1 triệu nha. 1 triệu cho mình ạ. Mã 20. 20 thì ở đây sẽ có một con cần là 2 khúc 2 ngọn nha này. Con cần 2 khúc 2 ngọn. Con này của hãng Alpha Tech Co nha này. Cái con này thì đây. Em lưu ý em thông báo rõ tình trạng con này này.
Cần của hàng Alpha Tactical, cần hai khúc hai ngọn nha, 2m7, một ngọn cứng 30, một ngọn cứng 50, hàng Korea. Cái gốc nó thì nó sẽ ấp một cái miếng này nha, cái miếng này anh em thích thì tháo thì em tháo cũng được nha, cái này nhẹ bị đó rồi thì nó gắn thêm để vào cầm chắc tay hay gì á. Đây cái chỗ này là cái dạng như cắn tre á, cái này thì mình di chuyển được nha, mình nạy nhẹ nó ra thôi. Rồi em để gì vậy nha, anh em nào thích thì bây giờ muốn lấy á thì em sẽ nạy cho mình luôn, nếu mà không bị dập bể gì thì nó gắn thêm có thôi. Đây tôi gắn sẵn một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Nói chung con này thì hai ngọn thuộc dạng vừa, không cứng lắm, dàn khoen Fuji ba chân này, đây loại xi đá xám nha, Fuji ba chân xứ xám, phôi carbon xoắn vân. Con này hai ngọn kèm, một ngọn 30 thì đo được cho mình là 2 ly, còn một ngọn cứng 50 tầm khoảng 2.2 ly, phôi carbon xoắn vân. Hai con này thì đều là ngọn đặt ngọn tháp này, đây ngọn long phụng nha. Thì hai ngọn không khác gì hai cần rồi, Alpha Tactical, phát vặn Fuji, trọng lượng một gốc một ngọn là 320g, mã số 20, giá là 1 triệu như này, đây 1 triệu nha. Cần thì không khác gì hai cần cho mình luôn, hai ngọn kèm ạ. Mã 21 thì đây sẽ có một con cần là hai khúc, con này của dòng là Chen Ryu nha, đây Chen Ryu hai khúc như này, đây Chen Ryu nội địa Nhật này, đây độ dài cần là 2m7 của dòng Chen Ryu, dòng Season, hàng nội địa Nhật, đây tem vàng đầy đủ này. Có lẽ thì ngọn của mình là ngọn đặt ngọn tháp, ngọn của cần thì đo ra cho mình là ngọn tầm khoảng vào 2.2 ly, có lẽ độ cứng cần ra cho mình tầm khoảng vào 80 nha, dạng khoen Fuji ba chân giữa xi đá xám. Đây cần rất đẹp nha, tay cầm cán mút phát vặn Fuji FPS D20. Gốc sau này thì nó sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm thế này, đây đầy đủ nha, phôi phít còn đẹp này, trên rêu thì nói chung là đa số là nội địa, nó không có xuất chẳng như gamma các sâu cho mình á. Bảy cứng tầm khoảng 80, trọng lượng cân thì cân được là 340g, mã số 21, giá là 1 triệu như này, đây 1 triệu cho mình nha. Rồi cuối cùng mã số 22 ạ. 22 thì ở đây sẽ có một con cần là hai khúc, con này cho nên đánh cá tra, cá chim, đánh bạo lực nè. Cần này thì của hãng Alpha Tactical của dòng Seabass, con này dạng là cần lô mà lô bạo lực á, độ dài là 31 feet là 3m3, hàng Korea. Con này tính theo cần lô thì nó chỉ cấn tầm khoảng vào NMH đến H, còn tính theo cần này cung ngâm lăng xé thì con này cấn tầm khoảng trên 80 nha. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 3 ly, đây ngọn lớn nha, ngọn 3 ly, phôi carbon xoắn vân, dạng khoen Fuji ba chân loại xứ đá đen. Đây phôi carbon xoắn vân hết. Chưa thích hợp anh em đánh cá tra cá chim, 3m3 mà cứng trên 80 thì cũng thuộc dạng hiếm nha, ít cho mình. Tay cầm thì bằng cán bần và bái con này là phát vặn này, Fuji Resist 20. Đây tổng thể thế này, cho mình đánh bạo lực, đánh cá tra cá chim, ao sông hồ tự nhiên được. Con này phôi cực kỳ dày nha. Trọng lượng là 460g, mã số 22, giá 1.1 triệu như này, 1.100.000 ạ. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 22 mẫu cần và một số cá như này, cá và lưỡi câu. Thì anh em cứ ưng mẫu nào comment mã số nha, cộng số điện thoại thì em sẽ trực tiếp liên hệ cho mình, hoặc anh em có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại. Thì em sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu cần, lưỡi câu để kia gửi cho anh em tham khảo kỹ hơn, hoặc cá nha, cần câu. Rồi chúc tất cả anh em một ngày đi câu thật nhiều cá, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau. Nếu có xem được video thì cho em được đăng ký bật thông báo nha, để em lên video tiếp theo mình nhận thông báo sớm, mình vào mình tham khảo nhiều mẫu hàng hơn.